Câu 3. Chứng minh MK vuông góc với A, AB. Các bạn thấy MK không ạ? À? MK nè, K là giao điểm của EB với lại A, AF. Thì muốn chứng minh vuông góc, chứng minh MK vuông góc với A, AB thì mình sẽ chỉ cần chứng minh cái MK này song song với lại A, E hoặc là B, BF. Được chưa ạ? Rồi, thì nhớ muốn chứng minh song song thì ta dùng định lý đảo Thales và kèm theo hệ thức, xin lỗi, kèm theo hai tam giác động đồng dạng. Thì các bạn nhìn tam giác là EKA và FKB. Đó, ta xét hai tam giác. Xét tam giác EKA và tam giác BKF. Thì thứ nhất ta có góc KEA bằng K B F, vị trí gì ạ? À? Chữ Z là so le đó, vậy ta có K E A bằng K B F, lý do A E song song với lại B F, được chưa? Bởi vì đường này vuông với AB, đường này cũng vuông với AB, hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì suy ra song song, kịp chưa ạ? Tiếp tục nè, và góc K này bằng góc K này đối đỉnh, vậy là EKA bằng BKF, hai góc đối đỉnh, được chưa? Từ đây suy ra điều gì ạ? À? Suy ra hai tam giác này đồng dạng EK, thiếu gì ạ? À? EKA. Tiếp tục BKF, BKF. Lý do à? Lý do đó là góc góc. Sau đó các bạn viết cái tỷ số ra 1 2 3. 1 2 3. 1 2 EK chia cho BK bằng 1 3 EA chia cho BF. 23 trên 23 KA trên KF. Được chưa? Đây được gọi là tỷ số đồng đồng dạng. Sau đó các bạn tập trung giúp lợi đó là EK. Đó, tập trung BK. Đây trên đây nè các bạn. Tiếp tục tập trung EA. Tập trung BF. Thì ta có nè, ta có. Đó là gì ạ? À? AE bằng EM, lý do tính chất hai tiếp tiếp tuyển. Và tiếp tục nè, BF bằng MF, BF bằng MF, lý do tính chất hai tiếp tiếp tuyển. Từ đây suy ra điều gì ạ? À? Ta viết là cái biểu thức này nè, EK chia cho BK bằng bằng gì ạ? À? Thay cái EA bằng EM, thay cái BF bằng MF. Được chưa? Thì các bạn nhìn vào nè. Đây trên đây bằng đây trên đây thì đồng nghĩa hai thằng này như thế nào ạ? À? Hai thằng đó song song song, suy ra MK song song với B, BF, định lý đảo Thales. Được chưa? Song song mà nè, đây với đây song song đúng không ạ? Mà đây với đây như thế nào ạ? Vuông góc đã có BF vuông với AB. Vậy suy ra cái hằng MK này, MK cũng vuông góc với AB. Vậy suy ra MN cũng vuông góc với AB. Ok chứ mọi người? Ok.